máy xay bột siêu mịn SV20 nhé. Đây là xưởng vừa mới lắp ráp xong. Chuyển đi Hồ Chí Minh. Cuối này sẽ cải tiến một chút nhé. Toàn bộ là inox hết. Đây này còn chưa xé ra đâu. Các bạn mua đợt này sẽ được tặng thêm cái túi lọc nhé. Chân nó gồm có 4 bánh xe này. Đây các bạn nghe nhìn cái nguồn này. Đây là chỗ lỗ sàng, sàng của máy. Tai búa. Tai búa bằng inox hết. Tất cả đều có gân hết. Ở đây nó là nguyên lý thổi và đối lưu, tức là những cái hạt mà nó không làm được nó sẽ đẩy lên và nó sẽ thổi ngược lại, để đâm ra là như xay hạt tinh dầu thì với cái mẫu này có thể xay được theo cái tỷ lệ là 80-20 hoặc 70-30 tùy theo cái độ vỡ của tinh thể. Sàng thì đi thăm máy hiện đại là sàng mắt 0,3 nhá, 0,3 sàng lỗ nhỏ rồi đấy, lỗ siêu mịn rồi, còn nhỏ hơn nữa là 0,2 thì sẽ không xay được cái hạt tinh dầu, không xay được cái tỷ lệ hạt tinh dầu nhiều, là những cái hạt mà tinh dầu nhưng mà cái hạt nó tinh thì nó là cái vật thể lớn thì các bạn phải xay vỡ ra rồi cho vào xay cùng với những hạt không có tinh dầu thì nó sẽ hiệu quả nhé, còn chung thì sẽ khó làm. Còn bình thường thì cái mắt sàng này thì phải xay vô tư 70-30, 80-20, 90-10 vô tư nhé. Đấy, liên hệ với lại xưởng giao Việt của bên mình, bên máy nông nghiệp Sao Việt, mình vẫn nhận làm cái máy này. Một năm này bán không khách này, toàn những khách hàng người ta có yêu cầu thì người ta mới làm thôi, thì mình mới làm. Trong khoảng một ngày rưỡi là bên mình sẽ xong, hoàn thiện xong máy. Ok, nó rất là đẹp. Rồi, xin chào các bác nha.